Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp được người ta. Ngày xưa, anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát, hoặc luồn đĩa, hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều ghét. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thằng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà, anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào anh villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm trục chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là danh chính rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến thử hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu, nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử luôn cho anh em nhá. Tứ trắng sóc này, nháy hai đèn và rung hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở đây không bao giờ có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này, nháy một cái và rung một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở đây, ai đắt tính lẻ chỉ có ra đi mà thôi, mở đây không bao giờ sai. Ba đèn anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu quân vị anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chỉ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng anh em này, tiếp này, anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập vừa nhập từ Macau về anh em nha, chỉ nhà tôi có rồi anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này không bạ sai, ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này,
máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá? Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chính rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sấp 2 nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Xin chào tất cả anh em. Đợt vừa rồi thì cũng có rất nhiều anh em gọi điện đến hỏi tôi về cái kính hiển xuyên bát, cái độ hiệu quả và chính xác của nó như thế nào. Thì để chứng minh cho anh em biết cái độ hiệu quả của nó thì hôm nay tôi quay lại cái video này để cho anh em cùng xem và thực tế luôn là cái kính hiển xuyên bát nó hiệu quả như thế nào. Thì cũng bây giờ chỉ thị cũng có một khách từ trên Lào Cai xuống. Khách trên Lào Cai thì tôi cũng quay lại luôn cái clip bán hàng để cho người ta trực tiếp người ta thử hàng, test hàng và cho anh em cùng được chứng kiến. Đồ công nghệ bây giờ nó phát triển cho nên là cái gì cũng sản xuất được. Anh đây. Alo, anh Nam à? Ừ, anh đây. Em đang ở dưới nhà anh, ở cửa em nữa. Em đang đi mua đồ rồi đấy. Em xuống đón khách như này. Vâng. Đấy, tiện thể thì tôi cũng quay lại luôn cái video bán hàng này để cho anh em cùng được chứng kiến. Anh em ở các tỉnh gọi điện hỏi rất là nhiều cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái kính nhìn trên bát. Thì nhân đây tôi cũng giới thiệu luôn cho anh em hàng hóa của tôi rất là nhiều. Và đi anh muộn thế. Vâng, nhà em xa Lào Cai rồi. Anh mời anh 8 giờ mà bây giờ mình mới xuống. Thế em cũng gọi cho anh ấy, em lên em hỏi cái kính nhìn xuyên bát này em nên xem, em test thực tế xem nó như thế nào. Qua gọi cho anh ấy gì? Vâng, thì anh chắc là xem có quảng cáo của anh rồi đúng không? Vâng, em qua xem rồi. Xem có quảng cáo thì em thấy nó thế nào? Em thấy nó khá là dễ chơi. Ừ. Em bảo là nhìn được hết các bát thì em thấy nó rất ok, em nên xem thử tiếng. Thế trước chơi gì chưa? Bát đĩa thứ chơi chưa? Chúng em thì người khôi của khó, người khó luôn á. Không luôn là cái gì cả. Nên em thấy đấy thì không phải luôn gì nên em thấy dễ chơi. Nên em xem thử tế xem như thế nào. Thế bây giờ anh đưa luôn cho mày xem cái kính nhá. Vâng. Xong cho mày thử nhá. Ok anh. Nói chung là khách gọi ấy, anh vẫn cứ bảo là muốn ấy, biết được độ hiệu quả chính xác của nó như thế nào ấy. Vâng. Lên thẳng cửa hàng anh test thử cho. Vâng. Chơi được thì lấy. Chứ không lại bảo là anh gửi cho em đồ có chơi được hay không. Vâng. Bọn em cứ phải lên trực tiếp lên trên này. Vâng, em muốn test thực tế luôn. Đây này, cái hàng anh ấy là anh đóng ở đây rồi. Vâng. Đóng ở hộp rồi. Vâng. Nguyên đai nguyên kiện. Vâng. Anh kể cả sau đợt tới là em lấy hàng của anh, em ở xa, anh gửi hàng cho em kiểm tra hàng. Em hiểu chưa? Đỡ phải đi lại nhiều. Rồi, anh em làm ăn lần đầu thì là em xuống đây, lần sau anh gửi lên cho em. Anh em làm em lâu dài anh ạ. Ừ, đây, kính này, anh kính áp tròng nhá. Vâng. Cái kính này đeo mắt gì đối phương phát hiện không anh? Không biết được, bọn anh cái này là làm đúng màu mắt luôn. Vâng. Cái hàng này là bọn anh phải nhập khẩu về chứ ở Việt Nam, Trung Quốc không có. Rồi, em hiểu. Cái này là đặt bên nước ngoài về. Vâng, đeo vào thì có bị đau mắt hay là chỉ có mắt không anh? Em nhìn với cho anh là cái này nhá. Vâng. Đeo vào là hoàn toàn không được gì cả. Vâng. Ngày xưa ấy, cái công nghệ nó còn kém phát triển. Vâng. Em đeo cái kính áp tròng mà đơn giản như cái kính nhìn xuyên bài ấy. Vâng. Em đeo vào có thể là một thời gian nó bị chảy nước mắt nọ kia, nhưng mà cái kính này bây giờ làm hoàn toàn là an toàn, không ảnh hưởng gì đến mắt của em. Đây là có hai lọ này, bên một lọ này để trong. Vâng. Cái dung dịch này. Vâng. Để cái dung dịch này nhá, để nó giữ cái độ ẩm.
Vâng. Giữ cái độ ẩm thì mỗi lúc nào em chơi thì em mới xoay cái nắp này ra cho anh. Vâng. Xong em đeo vào mắt xong thì vào chơi, lúc nào gần chơi thì đeo nhé. Vâng. Đây là cái đồ phụ kiện để em đeo này. Bây giờ như này, anh cho em đeo thử luôn, chứ còn bây giờ anh mà đeo, anh mà nhìn thì nó không thực tế. Vâng. Anh để cho em tự đeo, tự nhìn và tự ấy luôn nhé. Vâng, vâng. Thì hôm nay em nhà, em xa ấy, em cẩn thận cho em đeo bác đội, em test nó thực tế. Em sợ là bác bên anh nó không đảm bảo nên em là người cẩn thận, nhà xa để đi mất công anh ạ. Chúng mày cứ phải lo, anh bảo về rồi mình nên mình cứ cầm bác đưa lên thoải mái. Vâng. Lên trên này test được hàng gì đấy. Anh em có cái gì đâu mà cứ phải. Đây bây giờ nhé. Vâng. Đây là cái hộp để mình ấy này, đeo này, dụng cụ này. Ui, lạnh quá, thầy dùng vừa tắm nước lạnh, lạnh quá. Đây, đây nhá. Vâng. Cái này mở này ra. Móng tay này nước ấy. Hàng hóa bây giờ. Người khôn của khó, chúng mày đi chơi bây giờ nhá. Chơi bây giờ. Đây, bắt đi em đây đúng không? Vâng, bắt đi em đây. Đấy, bây giờ anh tháo ra cho em đeo nhá. Vâng. Đây, người đàn người kiện luôn này. À. Ê, cho anh tự kiện đi. Anh đúng không không tay. Úi xời, đấy. Đấy, em ấy em đeo luôn đi nhá. Đeo không thì anh cho mình nhìn luôn, anh sóc cho mình nhìn luôn. Mình nhìn xong mình chỉ luôn quân. Vâng. Em muốn bị gì không? À, khóa. Cái này đeo dễ không anh? Đeo dễ mà, đấy em cứ có cái dụng cụ đeo đấy em cứ thế em. Cái này gắp lên không anh? Gắp lên xong em cho vào mắt, kính áp tròng ấy mà. Vâng. Em những người cận người ta đeo vào mắt người ta còn chả việc gì, còn nhìn phát hiện sao nữa. Chơi. Vâng. Đấy. Rất là đơn giản, kín đáo, đi chơi núp về. Mẹ đánh bạc thì ngựa ngựa mà đánh nhỉ chưa? Chắc chúng mày đi chơi bạc thì chúng mày biết rồi. Vâng. Ngựa ngựa mà đánh chơi. Đấy, dễ mà. Rồi, đây rồi. Hơi gợi mắt tí. Rồi. Nó không chảy nước mắt, nó không chảy nước mắt. Không gì đúng không? Vâng, anh không chảy nước mắt. Không làm sao cả. Có gì thì anh bảo. Cũng dễ đeo anh ạ, à. Đeo cái vào thôi. Lại không gì được. Ăn uống gì chưa? Em ăn rồi anh ạ, à. Em đi xe thì dừng lại để chạm em ăn rồi. Ừ, chưa ăn tí xong mới anh em đi kiếm gì ăn. Em mua đồ xong em bắt xe em về luôn, chơi luôn trong đêm. Đeo chứ bây giờ. Bây giờ chúng nó đang chơi à? Vâng, nó rổ trên đêm nay thì em bắt xe. Còn bây chắc là dưới gọi là Munich mấy thằng đạp với nhau thì mới chơi tầm này. Còn vào trong dưới kia thì chơi 2 tiếng thì nhéo ai lại chơi đêm kiểu đấy. Vâng, chơi là người quen. Người quen cả dễ. Bây giờ lấy quân anh, lấy quân của em. Dạ. Quân xong rồi. Quân thì không quan trọng, còn nó có ăn đũa rồi anh ạ. Em chỉ sợ phát đũa thôi, còn quân thì quan nào được anh ạ. Quân này, đây thử mày luôn nam châm này. Quân này hoàn toàn không tăng châm đấy. Ừ anh ạ. Được rồi anh ạ, đeo vào nó cũng dễ nhìn đúng không? Dễ nhìn, nó như đeo bình dâm ạ. Đây nha, chìa khóa xe nhé. Rồi nhìn rồi. Em không thấy, em không thấy chảy nước mắt đâu. Không chảy nước mắt. Quân cá này, hoàn toàn không có gì nhé, anh em tiện nữa các bạn này ra được xả có thể chờ đợi anh thử sóc nhìn xem nhé. Anh nhìn thấy không? Có cái gì? Ba đen à? Vâng. Đúng rồi anh, đúng chưa? Đây ba đen, đúng rồi, ba đen. Anh em nhìn này, độ hiệu quả chính xác. Vẫn ba đen anh ạ. Ba đen à? Vâng.
mày đánh như này thì cứ cho người ta đi ăn cắp bò hết à. Đấy. Cái này chết. Sấp đôi anh ạ. Sấp đôi à? Vâng, sấp đôi, nhìn rõ đó anh ạ. Đánh thử 100 triệu nhá. Vâng, sấp đôi luôn, chắc chắn luôn. Ồ. Đấy. Đánh như này thì... Tôi nhìn dễ được không? Dễ chơi không? Xem đi xem thực tế không dễ thì... Cho người đánh thương nữa. Ba trắng anh ạ. Ba trắng à? Vâng. Ba trắng. Đấy. Đấy. Nhìn rõ lắm anh ạ. Mọi người... Cái này chưa thích anh ạ. Đấy. Hàng rất là chuẩn chỉ. Cái này chưa thích ạ. Mày đi chơi sớm thì nó chơi à? Tiếng được tiếng thua chứ đừng có kiểu chơi mẹ mày 10 tiếng làm cả 10 thì kiểu vâng, gì nó vâng, em biết mà em biết mà. Thôi bây giờ có lấy cái này không? Có em lấy chứ, em lấy mấy bộ luôn anh ạ. Em lấy tặng hai bộ thì cái gì đặng xong gửi chục bộ lên em chơi trả. Cái này đây đóng cho mày 2 hộp nhá. Vâng. Mẹ hàng vừa nhập về hết mẹ hàng. Lấy cho cái túi đóng hàng. Cái này tôi chơi thoải mái. Nếu mà anh em mình làm ăn với nhau rồi được chưa? Vâng. Lần sau mà cần ấy thì cứ gọi điện trực tiếp cho anh. Vâng. Xong thì anh gửi cho. Rồi, cái đấy em biết rồi, cái đấy em biết một lần, lần sau thì em cứ tí, anh gửi hàng nghe em. Rồi, không phải đâu. Anh gọi anh nhé. Tầm em bao tiền nhỉ? 10 triệu ạ. 10 triệu à? Ừ. Họ gọi anh ạ. Đi mua đồ về đi đánh bạc, vợ gọi thì... Kệ, có thích tiền không? Gọi bảo vợ có thích tiền không? Rồi, anh đến với em nhá. Rồi, em về, em bắt xe luôn, em đi về, em chơi luôn. Đi ăn cơm đã. Thôi, em về, em bắt xe luôn, em chơi luôn. Lấy lại cái gì em mất rồi. Em mất nhiều quá. Thua nhiều chưa? Thua tiền tỷ rồi. Thế thôi, ấy đi, Hiệp đưa em nó xuống cho nó, trả nó ra đến xe cho nó, ấy xe nó về nhá. Vâng. Thôi em xin biết anh nhá, em về luôn này, em bắt xe nó kịp. Đấy, ấy về đi nhá, xong thì có gì alo cho anh nhá. Vâng. Cái gì không biết thì cứ gọi điện trực tiếp cho anh nhá. Vâng. Em về nhá. Đấy, vừa rồi mình cũng đã test thử hàng cho anh em cùng xem và cùng chứng kiến cái cảnh mình bán hàng. Xem cái kính áp tròng nhìn xuyên bát, cái độ hiệu quả của nó như thế nào, có chính xác hay không, để cho anh em không phải thắc mắc về cái độ hiệu quả của nó. Thì anh em nào có nhu cầu hay là có thiện chí mua hàng thì liên hệ cho nhà mình vào số điện thoại 0973 00066. Bên mình thì có 2 cơ sở, một cơ sở ở bến xe Mỹ Đình và một cơ sở ở bến xe Miền Đông. Anh em cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại cho mình. Mình sẽ tư vấn cho anh em. Thôi, video mình quay đến đây cũng kết thúc. Xin chào toàn thể anh em, chúc anh em may mắn. Chào tất cả anh em, để đáp ứng cho những anh em thua tha trong bộ môn sóc đĩa và muốn lấy lại được những cái gì của mình đã mất, thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của năm 2020 về bộ môn sóc đĩa. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bát. Anh em nhớ nhá, kính áp tròng nhìn xuyên bát. Đấy, kính này có thể áp dụng cho những anh em nào đánh tài xỉu, nó đấy nhìn xuyên được cả lắp mủ cao su và lắp nhựa. Hàng này là hàng độc quyền, mình cơ sở tôi mới có. Đấy, trước tiên là tôi đã đeo hai kính áp tròng này vào mắt tôi rồi. Và tiếp theo là tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng để anh em biết rằng cái độ hiệu quả tới đâu. Và đồng thời tôi sẽ lắp cái kính thử này vào cam để anh em biết là cái độ xuyên thấu tới đâu. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ test thử bát đĩa quân vị cho anh em. Bát đĩa quân vị xanh chín hết anh em nhé. Tí nữa anh em nhìn thấy cái kính thử thì anh em biết là cái test quân này không quan trọng gì cả. Tôi làm đầy đủ thủ tục cho anh em thôi. Bây giờ tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem. Sóc này. Đặt xuống này. Sấp đôi anh em nhé. Đây này. Tôi đưa kính thử vào này. Đấy.
Cái này áp dụng cho những anh em nào mà hay đánh bảng vị, có thể đánh sập được bảng vị. Đây, kính thử này đưa vào cam thì nó không được nét bằng anh em đeo trực tiếp vào mắt như tôi nhìn thấy luôn. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đây, tôi mở cho anh em xem. Sắp đôi này, sắp đôi nhé. Tôi sắp tiếng thứ hai, xong rồi. À, đặt xuống này, vẫn là sắp đôi anh em nhá, bệt rồi. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem. Đấy, đưa kính thử vào cho anh em nhìn. Đấy. Đấy, vẫn là sắp đôi. Đây, tôi bỏ ra cho anh em xem. Sắp đôi. Tôi sóc tiếng thứ ba cho anh em xem. Sóc này. Đặt này. Ba trắng anh em ạ. 100% ba trắng luôn. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem này. Đấy, tôi đưa kính thử vào này. Anh em nhìn rõ ba trắng chưa? Đây, tôi mở cho anh em xem nhá. Đây, ba trắng. Dậy quân rồi. Anh em ạ, tôi vừa mở lật quân. Cho nên là những anh em nào mà có nhìn thấy rõ thì anh em gặp những cái thằng say rượu ấy, mà nó vào nó mở ẩu, mở lật quân, cho nên anh em không nên đánh tất tay. Hiểu? Tuy rằng mình nhìn rất rõ rồi nhưng không nên đánh tất tay. Bây giờ tôi sóc cho anh em tiếng nữa. Này. Xong rồi. Đấy, đặt xuống này. Tứ tử trắng anh em nhá, 100% luôn. Đây này. Tứ tử trắng này. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm là sóc là mở ra lật quân nữa. Từ giờ tôi sẽ xoay bát đi, tôi mở cho anh em. Đấy, tứ tử trắng anh em nhìn rõ không? Anh em nào mà đánh bảng vị là sập luôn cả bảng vị luôn. Đấy, tứ tử trắng đấy. Tứ tử trắng. Đây, tôi mở cho anh em xem. Tứ tử trắng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm kỹ thêm về bộ sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái kính ở trong mắt tôi ra cái đã. Đây, kính áp tròng đây anh em nhé. Đeo trực tiếp vào mắt. Đây nhá, đeo trực tiếp vào mắt nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt nha anh em, lưu ý nhá, không ảnh hưởng gì tới mắt của mình đâu nhá. Đây, tôi sẽ giới thiệu kỹ bao gồm sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì trước tiên là một lọ dung dịch, quan trọng nhất là lọ dung dịch. Đây, trong hộp thì có hai cái mắt này để đựng hai cái kính áp tròng. Đây, kính áp tròng trong này. Đây này. Đấy. Và đồng thời là có cái hộp này để chuyên để gắp kính ra và anh em đeo. Và có cái lọ này để anh em đi đâu cho kính vào đây và cho lọ nước dung dịch này vào để đi đánh cho thuận tiện. Đấy, quan trọng cái nước dung dịch này anh em nhá. Có một số anh em điện bảo tôi là anh ơi, kính của anh dùng được vài tháng mà em đã thấy bị mờ rồi. Đấy là do lỗi của anh em nhá. Anh em đi đánh xong anh em bỏ vào đây và không bỏ cái nước dung dịch này vào là kính nó sẽ bị mờ. Đấy, anh em lưu ý cho tôi là ở cái điểm đấy. Và tôi giới thiệu kỹ thêm về cái hộp này để anh em tránh hàng nhái hàng giả. Đây, anh em quan sát kỹ nhá. Vỏ hộp này để tránh hàng nhái hàng giả nhá. Đây, ở bên trong này kính 7D 7 lớp anh em nhé.